Vì cái gì đẹp đẽ nhất trên đời, thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ? Vâng, con muốn viết thật nhiều những vần thơ như thế dành tặng mẹ. Nhưng sao cái tình yêu thầm lặng ấy trong con, sao khó viết thành lời đến như vậy? Nếu có làn gió nào thổi về nơi ấy, xin hãy dừng lại một chút thôi, để con có thể gửi những nỗi niềm theo làn gió bay đi. Và nếu có cánh chim nào vô tình bay ngang qua đây, xin hãy cho con gửi những lời muốn nói đến với mẹ, người con yêu nhất trên đời. Hơn một lần nhìn lại, ai cũng có những người mẹ, và mẹ tôi chỉ có một trên đời. Đội văn nghệ khoa ngữ trường Đại học Sài Gòn xin gửi đến toàn thể quý vị chương trình văn nghệ gồm các tiết mục: họp ca, ca giao mẹ, biểu diễn toàn đoàn, tam ca con cò, sáng tác Lưu Hà An, trình bày Thúy Vi, Phi Yến và Yến Nhi. Múa độc lập, cổng mẹ đi chơi, âm nhạc và dàn dựng Hoàng Phong, trình bày Tốt Múa. Đơn ca Mẹ Con Đã Về, sáng tác Mạnh Quân, trình bày Nguyên Bình. Tốt ca Múa Lời Con Hứa, sáng tác Nguyễn Đức Cường, trình bày toàn đoàn. Và sau đây chương trình tham dự hội thi thuộc ban văn nghệ khoa ngoại ngữ với chủ đề Ru Cho Mẹ Xin Được Phép bắt đầu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
người quê hương. Ngồi trong câu hát ôm vang đất trời. Dù ai dù chúng ta còn buồn, ấm áp lòng mình xa xôi. Một bóng đêm, một tờ áo xanh, nằm che lâu đến từng chiều mai mưa. Cây cánh diều tuổi thơ hôm nay đâu còn. Dám tin là tôi một thời người là quê ơi. Mẹ đừng gọi đàn chim cao đang mãi tranh có gió ngày đêm. Con tay trái là dọn về mặt cất lên một tiếng sau cùng. Con đã buồn nữa, vẫn còn anh xấu lo lắng cho gì mà gì.
gì ta? À, Đại học Sài Gòn gì ơi. Nghe thì cũng mừng, mà không biết ở chợ nó ăn uống làm sao rồi. Cơm nước, thuốc thang nó bệnh rồi sao nữa. Ở dưới này á, bệnh nó ra ngoài hái rau cỏ vô xong là nó hết à. Trời gì đừng có lo. Ảnh á, học giỏi lắm, được học bổng nữa đó gì. Vậy hả con? Dạ. Trời ơi, dì mừng quá. Nè, cái áo này dì mới may cho nó nè. Trời ơi, đẹp quá. Chắc anh thích lắm đó dì. Mốt dì may cho con cái luôn nha. Mốt anh mình may cho con cái. Dì ơi, ngoài này gió lắm. Dì vô nghỉ ngơi đi dì. Ừ, vô con. Thank you.
tại đây. Xin thành cảm ơn.